Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng cùng với câu chuyện sang Tây Ban Nha thì vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang, vợ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có động thái mới nhất trên trang mạng xã hội liên quan đến câu chuyện của chồng mình. Liên quan đến câu chuyện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng, bên cạnh hai nghệ sĩ thì gia đình của họ cũng đang phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ vụ lùm xùm này. Vợ của diễn viên Hồng Đăng thì đã đóng bình luận trên trang cá nhân để tránh những công kích của dư luận. Trong khi đó thì nhiều cộng đồng mạng lại tràn vào trang mạng xã hội của ca sĩ Lưu Hương Giang để lại nhiều bình luận kém duyên, trong đó thì có cả bình luận khuyên cô nên ly hôn lần hai. Trước thông tin ca sĩ Lưu Hương Giang đã trở về Việt Nam sau vụ việc của chồng, nữ ca sĩ đã hoàn toàn giữ im lặng. Tuy nhiên, mới đây thì cô đã bất ngờ đặt chế độ giới hạn bình luận trên tất cả các bài đăng của mình. Nhiều người cũng nhận ra thay đổi trong bài viết trước đó của Lưu Hương Giang khi nữ ca sĩ giới thiệu về dự án âm nhạc mới và có tác chồng mình vào để gửi lời cảm ơn tới anh. Thế nhưng hiện tại bài viết này đã bị gỡ tác, không còn nhắc đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nữa. Trước đó, diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có chuyến đi châu Âu và cùng nhau trải nghiệm tại Tây Ban Nha. Trong khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tận hưởng chuyến đi cùng vợ là ca sĩ Lưu Hương Giang, thì diễn viên Hồng Đăng đi du lịch châu Âu một mình. Hiện tại, câu chuyện giữa hai nghệ sĩ cùng với cô gái 17 tuổi người Anh tại Tây Ban Nha thì vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Các bạn thân mến, mọi thông tin tiếp theo liên quan đến câu chuyện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm này, chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên các bản tin của S News. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.